Hello anh em, lại là mình đây, Trải Nghiệm TV. Hôm nay mình review tiếp về game Mu cho anh em xem nha. Mà nhân vật hôm nay nó lạ lắm cơ, không biết có phải vào nhầm game không nữa. Sao game Mu mà lại có nhân vật bắn súng vậy trời? Sai sai gì rồi anh em? Có ai biết nhân vật này tên gì thì comment lên giúp kênh mình nha. Trong khi xem 6 đô anh em giúp mình một like, một chia sẻ, 1 triệu lượt đăng ký nha. Sao mà nghe nó chối tay quá anh em? Nhưng đó là mơ ước và những mục tiêu để mình hoàn thành đó nha anh em. Tiếp tục vào vấn đề chính là giới thiệu về game và nhân vật nha. Tiếp tục hành trình khám phá và chia sẻ nè. Let's go Khmer Khmer. Đây là game Lost Continent, phiên bản mobile và PC. Game cày liver không có gì xét. Và đây là nhân vật có tên là Gun. Còn tên cũng cơm đó là tên tay sún. Nghe mà lạ ghê anh em ơi. Cũng không lạ lắm vì phiên bản XX17, XX18 là có nhân vật này rồi. Nên anh em cũng không cần phải mất chữ O một chữ A đâu. Đây tiếp tục là nhân vật hệ phép nha. Mới đầu mình cứ nghĩ đó là hệ chiến cơ. Nhưng sau 7749 ngày trải nghiệm em nó thì mình ngộ ra đây đích thực là nhân vật phép nha. Vì đây là nhân vật phép nên anh em phải cộng mana là chủ đạo. Cách cộng cho anh em tham khảo nè. Sức mạnh vừa đủ mặt đồ và vũ khí. Anji thì tầm 900. Còn lại cộng hết vào mana là ok. Tiếp tục mình sẽ vào sự kiện giới thiệu bộ kỹ năng của em nó cho anh em xem và trải nghiệm nhân vật này. Hôm nay mình sẽ đi sự kiện Hôn Nguyên Lầu, còn gọi là bờ lút đó nha. Cũng như thường lệ thì anh em nên chọn liver thấp để trải nghiệm và test xem nó như thế nào. Vì đi liver thấp sẽ không tốn vé của anh em, nên cứ vô tư thoải mái mà test. Đây là bộ trang bị có 102 tại server này nha. Set sớp sên, bin 4 lóm, vũ khí sắp kết 1 giờ. Nhìn bao đẹp nha, nhưng cũng khỏe lắm đó nghe. Vào đây anh em chờ 1 phút là chiến, cũng như các sự kiện khác thôi nên không cần vội. Vì vội quá mất hay, cũng như câu nói đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà vàng phải dây. Tục ngữ Việt Nam nha anh em, đến giờ rồi chiến để chiến thắng nào. Mình sẽ bam kêu cho anh em xem và nói luôn bộ kỹ năng của em này nha. Cũng tương tự như nhân vật Lemuria, nhân vật này cũng kết hợp hai kỹ năng lại để farm quái. Một kỹ năng giữa chân quái, một kỹ năng hạ quái. Anh em nhìn kỹ sẽ thấy mình kết hợp hai kỹ năng. Khi mà dùng hai kỹ năng sẽ farm quái tốt hơn lắm nên anh em không biết không xem hết clip này nha. Sẽ rất hữu ích cho người mới chơi vào những xe sành cao. Muốn chiến thắng sự kiện này là phải farm quái, phá cửa thành và phá vỡ tượng như mới win được nha. Anh em chú ý, không khéo là không thể nhận nhiệm vụ được. Mình đã làm hai nhiệm vụ là diệt quái và phá cổng. Còn lại là phá tượng là giao nhiệm vụ nhận thưởng. Anh em nào MV thấp thì ở lại cày thêm liver. Còn không thì thoát đi sự kiện khác. Vì S trong sự kiện bờ lút này rất cao, thích hợp cho anh em mới chơi và cày NV. Đã hoàn thành hết nhiệm vụ thì mình ở lại cày liver và test sờ kiêu kỹ năng cho anh em cùng xem. Ở bộ kỹ năng thì không có quá nhiều, chỉ được vài cái để biểu diễn thôi. Đầu tiên là kỹ năng mà anh em đang thấy, đó là kỹ năng rút. Có rút là học được nha. Và một kỹ năng làm chậm quái là học bằng gen. Cũng dễ chơi và dễ hiểu. Tốc độ farm của nhân vật này thấy rất nhanh, nên nhìn cũng phê phê còn tề tề lắm. Không như nhân vật ZF, nó farm nhìn muốn ngủ giặt luôn. Lưu ý cho anh em mới chơi mà đi sự kiện nè, anh em nhận nhiệm vụ xong thì lại gần cổng mà farm quái. Vì khi farm ở đây anh em lỗ có quên để ý thời gian mà còn chạy lại giao nhiệm vụ kịp. Nếu ở xa là không kịp. Đa phần nhiều anh em lo farm có để ý thời gian nên mình nhắc cho anh em nhớ mà đi không bị uổng phí nha. Có điều cần lưu ý nữa, nhiệm vụ phá tượng có 3 cấp khác nhau, 3 loại vũ khí rồng khác nhau. Từng đường vũ khí mà độ khó khác nhau nữa. Ví dụ là vũ khí kiếm rồng là farm nhanh vỡ nhất, kế đó là gậy rồng. Còn sao cùng là nỏ rồng là farm chậm nhất, cái đó hên xui nhà, nên anh em không cần phải bỡ ngỡ. Tiếp theo mình sẽ thay đổi kỹ năng liên tục để anh em xem và biết. Đầu tiên là kỹ năng băng nổ, nó như kỹ năng của Mazit phép vậy đó anh em, nhưng nhìn nó đẹp hơn của Mazit. Kỹ năng băng nổ này nó farm cũng nhanh và ok lắm, nhìn băng nổ cũng vui mắt nhỉ, nhưng đằng sau còn nhiều kỹ năng nữa anh em chờ lát là đến liền. Ngoài kỹ năng băng nổ thì còn thêm kỹ năng bắn băng. Kỹ năng này sẽ bắn ra một luồng băng to và dày nữa. Nghe tới đây chắc các chị em khoái khoái lắm đây. Mình sẽ làm thực hành cho anh em xem đây, nó cũng farm quái tốt lắm. Nhưng 9 người thì 10 ý anh em thích kỹ năng nào anh thì dùng kỹ năng đó nha. Miễn sao thấy thoải mái là được. Kỹ năng này chỉ farm quái một hướng, nói cho anh em dễ hiểu là nó farm xong một chỗ rồi mới farm chỗ khác. Nó không đổ ra ngoài sau. Khác hơn kỹ năng bắn nổ. Tiếp theo là kỹ năng liên hoàn tay súng sẽ bắn liên hoàn, nhưng sát thương của kỹ năng này không cao, chỉ để làm màu cho đẹp thôi. So với phần lớn kỹ năng của các nhân vật khác thì nhân vật tay súng này có bộ kỹ năng thấy ok, không rườm rà, nhưng cũng không kém phần thu hút người chơi nha. Và còn thêm một kỹ năng cũng y chang này luôn, nhưng đi theo hệ băng. Một cái lửa một cái băng nha anh em. Ở giai đoạn đầu thì nhìn phê lắm, nhưng lên map cao thì hết tác dụng luôn. Anh em thấy sao về nhân vật này và bộ kỹ năng này? Anh em góp ý kiến đóng góp giúp kênh nha. Vậy đây là cách cộng điểm cho nhân vật tay súng. Nhìn tham khảo và giúp kênh một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Hãy bật chuông thông báo để nhận được những video review của kênh mình nha. À quên, đây là phiên bản đồ mặt theo liver. Liver cao mới dùng được đồ cao, chứ không phải có điểm là mặt được đâu. Mọi thông tin thắc mắc hay trao đổi gì anh em có thể liên hệ trực tiếp trên kênh hoặc qua Facebook.
Zalo để trao đổi kinh nghiệm hoặc góp ý để em làm lead tốt hơn. Tóm tắt lại là khi liver thấp chỉ cần cày vậy thôi, khi nào lên liver cao thì mình sẽ làm master của từng nhân vật cho anh em tham khảo tiếp. Giờ này dùng kỹ năng này không làm phiền quái được nên mình sẽ đổi lại kỹ năng giúp, nhìn cho nó cuốn hút và chuyên nghiệp hơn. Anh em có đồng ý không? Nếu đồng ý thì comment lên nha. Thấy chưa, đổi sang kỹ năng này là ông sờ kê liền á. Thấy nó khỏe hẳn ra anh em ơi. Không chỉ ở ngoại hình đẹp mà phải có kỹ năng khỏe nữa mới VIP được nha. Đi sự kiện là tốn 15 phút. Nên anh em tận dụng hết khả năng để farm cho lên liver lẹ nhất có thể. Vì đi xong một sự kiện thì anh em phải chờ 25 phút mới đi tiếp được nha. Anh em nên tạo 3 nhân vật để áp dụng. Vì tạo 3 con là mình có thể đi liên tục, không phải chờ thời gian. Đặc biệt áp dụng cho sự kiện mê cung nhân bản. Vì đi anh em sẽ được gom ngọc liên tục. Cách cày ngọc của mình đó nha anh em. Anh em nào áp dụng thành công thì nhớ quay lại kênh trải nghiệm TV Live ủng hộ mình nha. Hoặc anh em chơi thì liên hệ Facebook Zalo để trao đổi cho dễ nha. Hiện tại thì server ít người chơi nhân vật này vì họ thấy không khỏe, nhưng theo mình thì nhân vật nào cũng khỏe hết. Không lên map cao thì mình ở map thấp, có gì đâu mà phải lo, từ từ cũng sẽ ok hết. À, của mình là full nhân vật, luôn thích con nào vào chơi con đó, không nghĩ ngợi gì đến khỏe yếu là ok. Đã tóm tắt cơ bản nhân vật tay súng này, cảm ơn anh em đã bỏ thời gian quý báu của mình để xem hết video của em. Video của em sẽ kết thúc tại đây, xin chào và hẹn gặp lại video rằng nhất để review tiếp cho anh em xem nhà. Bye bye.